Đảo Lý Sơn một trong những hòn đảo đẹp hoang sơ cách đất liền của tỉnh Quảng Ngãi 24 km về phía đông. Trên đảo Lý Sơn có nhiều thắng cảnh tự nhiên hùng vĩ. Trong đó chùa Hang được ví như một tác phẩm điêu khắc đá mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho. Chùa Hang nằm ở phía bắc núi Thới Lới trên đảo, nơi có miệng núi lửa trước đây tạo thành hồ nước lớn khiến cảnh quan giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Chùa Hang cách đình làng An Vĩnh trung tâm của đảo không xa, nhưng đường lên chùa vòng qua eo núi, tạo cảm giác bất ngờ cho du khách khi gặp vẻ đẹp của những thảm cỏ, vạt ngô ven đường, phong cảnh xóm làng, cánh đồng trồng hành tỏi dưới chân núi. Đứng trên núi có thể ngắm toàn cảnh trời mây, non nước của biển đảo Lý Sơn. Từ đỉnh núi, du khách đi bộ vài chục bậc thang thì xuống tới chùa Hang ở lưng chừng núi. Chùa Hang có tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, chùa đá trời sinh, được lập ra dưới triều vua Lê Kính Tông, năm 1599 đến năm 1618. Gọi là chùa Hang vì chùa nằm trong một hang đá lớn trong hệ thống hang động ở Lý Sơn. Lòng chùa rộng và cao, các di tích khắc trên đá ở chùa cho biết, những người đầu tiên ra đảo Lý Sơn lập làng An Hải An Vĩnh đã dựng ngôi chùa này. Ông Trần Vĩ, người trông coi chùa Hang, cho biết, chùa Hang có cách đây gần 400 năm từ thời kỳ ông bà ra đảo đầu tiên. Ở đây vừa thờ Phật, vừa là nơi thờ các vị tiền hiền đã góp công khai hoang, dựng xây các làng xóm trên đảo. Ngôi chùa mang ý nghĩa tâm linh. Dân chúng ở nhiều nơi đổ về đây cầu nguyện, cầu cho gia đình làm ăn có kết quả hay cầu có con cái. Sân chùa là khoảng không gian rộng. Giữa sân có một hồ sen và bức tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhìn ra biển. Quanh sân là những cây bàng biển cổ thụ đã có từ hàng trăm năm nay, khiến cảnh chùa mang thêm vẻ u tịch. Trước chính diện chùa Hang có giếng nước gọi là giếng trời. Những giọt nước từ nhũ đá trước cửa hang nhỏ tí tách xuống khiến nước giếng quanh năm trong mát. Khách hành hương đến lễ chùa thường hứng nước uống, rửa mặt như để được hưởng nguồn nước trời, xua tan những mệt mỏi sau chặng đường dài lên núi. Bước vào chùa Hang, không khí mát dịu hẳn. Đặc biệt bên trong chùa còn có hai lối hẹp dài hun hút với hai hướng đối ngược nhau được dân địa phương quan niệm là đường lên trời và đường xuống địa ngục. Điện thờ chính đặt giữa hang động chính. Hai bên còn có bàn thờ các Phật Di Đà, Như Lai, Di Lặc và các bệ đá thờ các vị thủy tổ, các vị tiền hiền có công xây dựng chùa. Các bệ thờ được tạo tác từ các nhũ đá tự nhiên ở nền hang, được gia công thành các khám thờ với những nét chạm khắc độc đáo. Nhiều di tích ở chùa vẫn mang dấu vết của văn hóa Champa. Ông Huỳnh Thức, người dân ở xã đảo An Vĩnh, cho biết, đặc biệt chùa Hang ở đây còn có những di tích của người Champa để lại, đó là những bệ thờ đá, những dấu vết của người Champa. Đây cũng là những nét độc đáo của ngôi chùa này. Vào những dịp lễ Vu Lan hay Phật Đản, ngày giỗ các vị tiên hiền, ngày tưởng nhớ tri ân đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải những lần ra khơi khai thác hải sản, đo đạc, dựng bia khẳng định chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa thì các hoạt động tâm linh thường diễn ra ở đây. Ngư dân Lý Sơn tâm niệm Phật Bà Quan Âm luôn chở che và phù hộ cho những chuyến hải lộ bình an. Ngày nay, chùa Hang là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo anh Ngô Hiển, hướng dẫn viên du lịch trên đảo Lý Sơn, thì đảo Lý Sơn có diện tích gần 10 km², nhưng có tới gần 100 di tích lịch sử, văn hóa tâm linh. Trong đó 1/3 công trình được xếp hạng, chùa Hang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng thắng cảnh quốc gia vào tháng 7 năm 1994. Những năm gần đây, chính quyền huyện đảo cũng đã tích cực đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, chỉnh trang các di tích. Anh Hiển cho biết thêm, việc bảo tồn và phát huy những giá trị này rất tốt, gắn liền với phát triển bền vững trên đảo Lý Sơn. Việc này tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động các điểm nhấn du lịch, tạo thêm các sản phẩm đặc thù, những điểm đến vô cùng sinh động thu hút khách du lịch đến với Lý Sơn.